để từ biệt nghệ sĩ Lê Hùng. Đêm nay là anh em chúng ta gặp lại để chia buồn cùng gia đình và tiễn em Lê Hùng về cõi bậc Phật. Em Lê Hùng đã từ giã sân khấu, từ giã sân cỏ, từ giã anh em chúng ta rất là đau buồn. Đáng lẽ là Chế Thanh không có hát, Chế Thanh nhường sân khấu cho anh em, mà nhất là đồng đội của Lê Hùng đang ngồi đây rất là đông. Chế Thanh có đôi lời chia buồn với gia đình là đủ rồi. Nhưng Duy Mỹ đã giới thiệu thì Chế Thanh phải lên đây đáp lại cái lời mời của em. Thì bây giờ hôm nay là Chế Thanh sẽ hát một thể loại nhạc mà Lê Hùng rất là yêu thích. Bình thường thì Chế Thanh hát ca nhạc thì quý vị đã quen quá rồi. Hôm nay Chế Thanh sẽ hát một thể loại nhạc mà gần gũi với em Lê Hùng hơn, đó là cổ nhạc. Xin mời quý vị hãy thưởng thức cùng với lại cơ cùng bảo hát nhanh đi, hoặc là Hải Long còn ở đây không? Hải Long hát nhanh đi. Ok, xin mời đội phó. Đúng rồi, hợp lý. Có kìa. Giờ Hải Long cùng với anh Chí Thanh sẽ gửi đến tất cả các bác một lớp dụng cổ Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà của cố nghệ sĩ nhân dân Diễm Châu. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mình em không đến nơi, mây nước buồn tương lứa đôi bè vàng trong kem chiến chung, đưa tiếng nào hay thế kia gặp trở người nói nữa chi thêm đau lòng. Trời vĩnh viễn Bạch Thu Hà, bạn tình chung mối đừng hoài công mòn mối đời chờ, hãy gọi tên nhau trong những chiều sương lạnh khi cánh vàng bay về. Thank you.
mắt nghẹn ngào. Bạch cô Hà ơi, đây mới thật là lần chia tay chính thức, hết lòng vì gặp nhau vào cái ba chữ Bạch Thu Hà, để kỷ niệm ngày ta không còn gặp nữa. Tuấn Mã ơi, hãy phi mã về bảo ông tin cho quân ta được rõ, rằng gió đông sơ đã trồi thay trong gió bụi qua. Buồn cơn lớn
cảm ơn tất cả cô bác rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn. Dầu quý vị thưởng thức ca khúc tiếng hát rất tuyệt vời của ngôi sao ca nhạc Chế Thanh, nghệ sĩ Chế Thanh quý vị hát buồn trong cái ngày đêm cuối thơ tiễn nghệ sĩ Lê Hùng và vợ đất mẹ Đồng Minh Thằng. Hôm nay chúng tôi có dịp đi đến đây để chia sẻ cho bà con cô bác xem và biết về cái thông tin về là nghệ sĩ Lê Hùng đã ra đi. Và đây là ngày đêm cuối quý vị chú chị. Có rất là nhiều nghệ sĩ đến trong đêm nay. Thì đây tới tối còn nhiều nghệ sĩ đến lắm, mong mời cô bác cũng theo dõi nha. Video đến đây thì mình xin chân thành cảm ơn cô bác rất là nhiều. Chúc cho bà con cô bác rất là nhiều sức khỏe, sự bình an nha. Và cuối nữa thì mình cũng chia buồn cùng với gia đình của nghệ sĩ Lê Hùng. Còn nguyện cho là nghệ sĩ được là về giới là đắc Phật. Bây giờ chúng mình xin chào bà con.